bắt thiếu niên 14 tuổi trộm 14 triệu đồng tiền ủng hộ bão lũ. Lãnh đạo phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, vào lúc gần 7 giờ ngày 14 tháng 9, tại nhà bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1951, trú khối 7, phường Trường Thi, thành phố Vinh, là phó chủ tịch Hội người cao tuổi phường Trường Thi, chi hội trưởng phụ nữ khối 7, xảy ra vụ việc kẻ trộm lấy cắp số tiền 14 triệu đồng. Đây là số tiền đóng góp của người dân, các tổ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trường Thi đã huy động các cán bộ chiến sĩ tổ chức trích xuất camera, truy tìm đối tượng. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an đã bắt được nghi phạm gây ra vụ trộm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là NXBK, sinh năm 2010, trú xóm Tân Lập, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ số tiền 13,4 triệu đồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.